Và sau đây là những phần tin Việt Nam thưa quý vị. Việt Nam cam kết đi sâu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc mới đây đưa ra tuyên bố chung để nhằm tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời đi sâu vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm. Khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai là một thuật ngữ thường được Tập Cận Bình sử dụng, thể hiện tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các sáng kiến như là vành đai và con đường và an ninh toàn cầu. Việt Nam đã ký tuyên bố chung về cộng đồng chia sẻ tương lai vào tháng 12 năm ngoái khi Nguyễn Phú Trọng đi thăm Bắc Kinh. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết 14 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc xây dựng các tuyến đường sắt kết nối giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Bùi Thanh Sơn cho biết, Chuyến thăm của Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, khẳng định quan hệ Việt Trung tiếp tục phát triển vững mạnh. tờ China Daily cũng đánh giá cao về chuyến thăm này, coi đây là minh chứng cho thấy sự ổn định quan hệ song phương, bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài để nhằm chia rẽ hai nước. Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam từ năm 2008, trong khi quan hệ Việt Mỹ thì mới được nâng cấp lên mức cao nhất vào năm ngoái. Trung Quốc từ lâu đã chỉ trích Hoa Kỳ vì cố gắng chia rẽ quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng trong khu vực tin đến từ Việt Nam cho hay khởi tố một trung tá công an liên quan tới một vụ tai nạn chết người. Chiều hôm nay 20 tháng 8, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận họ vừa đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm không được đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nam Trung 46 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế để điều tra liên quan tới một vụ tai nạn chết người. Trước khi bị khởi tố thì ông Trần Nam Trung là trung tá công an làm việc tại công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo tin ban đầu cho hay, ông Trần Nam Trung khi điều khiển chiếc xe lưu thông trên quốc lộ số 1 khi đến địa phận huyện Phong Điền, do xe của ông Trần Nam Trung xảy ra va chạm với nhóm người đang điều khiển một chiếc xe cẩu để cứu nạn cho một chiếc xe khác. Vào thời điểm xảy ra tai nạn nói trên, Chiếc xe đầu kéo do ông T ở huyện Phú Lộc đang di chuyển trên quốc lộ 1 quay đầu xe bị kẹt vô bánh xe nằm chắn ngang đường nên phải nhờ tới xe cần cẩu do ông T 36 tuổi ở Bắc Giang tới giúp. Trong lúc đang thực hiện việc kéo xe thì chiếc xe hơi của ông Trần Nam Trung đang lưu thông theo hướng nam bắc bất ngờ đụng phải. Hậu quả là tài xế của chiếc xe cần cẩu chết ngay tại chỗ. 4 người trong nhóm công nhân thì bị thương nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn nói trên, ông Trần Nam Trung đang nắm giữ chức vụ đội trưởng đội điều tra tổng hợp của cơ công an thị xã Hương Trà. Bộ Công an khởi tố cựu trưởng phòng công chứng và ba công chứng viên. Chiều hôm nay, Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra thuộc về Bộ Công an đang mở rộng điều tra về vụ án làm giả lý lịch tư pháp theo đó, cáo buộc các nghi can đã phạm tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra ở tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An, Văn phòng Công chứng Lại Khánh, Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm và một số tỉnh, thành phố khác Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với ba công chứng viên và một cựu trưởng văn phòng công chứng ở Hà Nội, gồm có Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam. Cả bốn bị can cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự. Đến nay, Công an xác định các bị can vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn là công chứng viên, ký chứng thực bản sao đúng với bản chính khống ở trên các tài liệu để cho các nghi can khác sử dụng đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia từ năm 2019 đến 2022, trái với quy định pháp luật. Người Việt Nam chiếm số đông trong số công nhân nước ngoài làm việc tại Nam Hàn suốt hơn 20 năm qua. Trong suốt hơn 20 năm qua, Việt Nam đã đưa hơn 146.000 người sang lao động tại Nam Hàn, khiến Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng công nhân nước ngoài đông nhất trong 17 quốc gia tham gia chương trình mang tên hệ thống giấy phép tuyển dụng người nước ngoài. Theo nhật báo Korea Economic Daily cho hay, chỉ riêng năm 2008, Việt Nam đã đưa tới 20.000 và 75 người đến Nam Hàn để lao động. Tính cho tới nay, xếp hạng thứ nhì tại Nam Hàn là số công nhân của Indonesia với hơn 113.000 người. Thái Lan mang tới Nam Hàn 107.500 người. Cambodia có 104.000 người và Nepal có gần 99.900 người. Tính đến tháng 6 năm 2023, đã có hơn 1 triệu công nhân nước ngoài tại Nam Hàn, họ làm việc phần lớn trong các lĩnh vực như là sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, các công nhân này còn được mở rộng làm việc trong các khách sạn, các nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác. Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách về số lượng công nhân so với Trung Cộng tại Nam Hàn theo nhật báo Korea Economic Daily thì tổng số người Việt Nam bao gồm cả các công nhân rồi các du học sinh và những người nhập cư theo diện kết hôn tổng cộng hơn 307.000 người chỉ thua trung cộng hơn 10.000 người mà thôi. Số công nhân lao động của Việt Nam theo các diện visa lao động lành nghề và lao động thời vụ cũng như lao động phổ thông cũng chiếm số đông với hơn 81.700 người, vượt qua số công nhân của Trung Cộng không tính người gốc Nam Hàn. Do tại Nam Hàn có tỷ lệ sinh sản thấp và dân số bị già hóa, cho nên lực lượng lao động nước ngoài tại Nam Hàn theo dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục gia tăng trong tương lai. Việc hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nam Hàn được đánh giá là phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trở thành một trong những thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam. Ngày 19 tháng 8, tàu KRI Buntomo năm 357 của Hải quân Indonesia cập cảng Nhà Rồng của Sài Gòn bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Tiếp đón đoàn là Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, phó lữ đoàn trưởng tham mưu trưởng của lữ đoàn 171. Ngoài ra còn có đại diện phòng đối ngoại quân chủng hải quân Lãnh sự quán Indonesia ở Sài Gòn và các sĩ quan của Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, chuyến thăm Việt Nam của đoàn Indonesia để nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, xem xét, giải quyết những thách thức chung về hàng hải, xây dựng những quy trình phối hợp hoạt động chung trên biển, duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy tăng cường hợp tác trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích hợp pháp của mỗi nước và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8, Hải quân hai nước sẽ tổ chức một số chương trình giao hữu bóng đá, bóng truyền, tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa Hải quân hai nước ở lỗ đoàn 125, vùng 2 Hải quân. Ngoài ra, sĩ quan và thủy thủ của con tàu KRI Bung Tomo 357 của Hải quân Indonesia cũng sẽ thăm những di tích lịch sử, dành làm thắng cảnh ở Sài Gòn và tổ chức luyện tập trung trên biển.